lễ nè, đi mua quà cho mẹ này kia, rồi sinh nhật của mẹ, rồi dẫn đi siêu thị mua sắm. Cháu à, mẹ mua gì nè, mua này mua nó thôi, mua hạn chế thôi con đấy. Trời sao mẹ hà tiện quá mẹ ơi. Mẹ mua nó không con à, đi về con nè, hai vợ chồng con làm ra tiền nè ha, thì con muốn mua gì cũng được. Nhưng mình đâu có ngờ nhiều khi mình không còn có tiền nữa, thì tiền đâu mà mình lấy được. Cho nên xài cái gì cũng phải xài vừa phải thôi, đừng quá phung phí. Còn con nữa và sự học của nó nữa. Nhưng con dâu thương mình muốn mua cho mình mà. Dạ. Nhưng mà mẹ nó cũng đúng ơi. Coi như mẹ hy sinh đó, thôi đừng mua để dành lo cho con cháu đi ha. Dạ. Được. Có lệnh mua cho mẹ bộ đồ mà lúc nào mà đám cưới hay là đám tiệc gì thôi mẹ mặc thôi, còn là mẹ cất ở trong tủ á. Đây là ở dài ký nó sắm từ nay cũng 10 năm. Trời ơi, cái không bao giờ mặc, chỉ có khi nào mới cưới. Ai là thân thuộc trong gia đình thì mình mới dám mặc thôi. Ngoài ra cứ cất để dành đó. Trời ơi, mà 10 năm rồi cô vẫn mặc dừa. Bây giờ mặc hơi rộng. Nay mặc rộng thôi, hồi đó lắm mẹ. Bây giờ hồi đó mẹ mập tròn vậy thương lắm. Lúc trước là tới 60 mấy ký đó. Dạ. Bây giờ mình lớn tuổi rồi. Giữ 10 năm mà được vậy hay á. Nhưng Lộc mặc chừng mấy tháng là tao dài mặc rồi. Với mẹ chị á, thì chị có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ có, cái đợt mà mẹ chở mẹ đi đi mua đồ hay mua đi đâu này cũng khá lâu rồi. Hai mẹ con bị một cái tai nạn, hết mẹ té hết luôn mẹ rồi. Rồi ngã lăn đùng ra, em thì không sao hết mà mẹ bị cái chân. Thành ra là đi vô bệnh viện thì ở nhà côi cút đâu có ai đâu. Thì em cùng đi ra đi vô với mẹ, chăm mẹ từng ly từng tí. Đến lúc mà ngay cả những cái công việc tế nhị thì mình cũng đứng ra làm. Lúc đó là hai mẹ con mở lòng với nhau. Mở lòng với nhau rồi tâm sự rồi. Để hai mẹ con ôm nhau khóc. Khóc rất nức nở mà luôn. Mẹ nói gì mà khóc? Bữa đó nghe mẹ nói cũng xúc động lắm. Mẹ cảm ơn con vì trong thời gian qua con hy sinh cho mẹ. Tại vì những cái công việc đó thì ba con không làm được. Dạ, chào cô. Chào em gái. Rất vui được chào đón cô với lại em gái đến tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về mình. Dạ, tôi xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ, dạ chào cô. Tôi tên là Đặng Thị Bích. Năm nay là được 63 tuổi. Quê quán thì coi như ở Hà Phú Nhuận. Dạ, xin mời chị. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh. Xin chào Lê Tâm. Dạ. Xin chào quý khán giả. Dạ. Em tên là Hà Thị Huệ. Năm nay em 33 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên của công ty Mây 10. Làm dâu mẹ được 10 năm rồi. Wow. Đó là 10 năm 3 tháng. Hiện tại em có hai bé. Một bé thì 9 tuổi với em bé 2 tuổi. Dạ. Cái 3 tháng nó nhỏ thôi, chứ cái 10 năm nó mới dài. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô cảm nhận và suy nghĩ gì về cô gái này? Con trai dẫn về chơi, cũng nói chuyện qua loa với cháu, tiếp xúc thêm chút xíu, xong là bận việc mà nội trợ nấu ăn. Cháu nó cũng xuống mừng. Mà lúc dọn bữa cơm ăn đó, thấy bất cười lắm. Cháu không dám ăn, không dám bóc cái gì hết trơn á. Dạ. Cứ không dám gấp, cũng nhiệt tình lắm. Rửa chén hả? Phụ xuống rửa chén. Trời ơi, cầm nguyên một cái mâm chén làm nó rám mỡ nó trơn. Thiệt lúc đó hả, rung lắm. Cứ nghĩ đó là mẹ chồng sau này mình ở chung á. Dạ. Nên thành ra là cứ hồi hộp. Nói chuyện cũng không dám nói. Hỏi han cũng dám hỏi, chờ mẹ hỏi gì trả lời cái đó à. Chứ không dám mở lời. Nhưng mà cái là hơi hậu đậu. Dạ. Lúc ăn á thì là không dám gấp. Nhưng trong lòng cũng muốn gấp không? Dạ có, lúc đó là buổi trưa đói. Mà đói lắm. Thấy mọi người ăn thì mình cũng cứ nhâm nhi với mấy ông nhậu vậy đó. Hơi ngại nên mới xin đi vô trong phía sau một xíu. Dạ. Rồi bước ra ngoài, thấy cái chén mình trời ơi tá hỏa luôn. Cái gì mà đồ ăn quá trời. Trong lòng cũng thầm mừng lắm. Nhưng mà cũng dám. Tưởng là mới đầu tưởng là ông xả gấp cho Thì mới đạp cho anh ổng cái. Rồi xong đi quay qua nhéo một cái ở bên hông nè. Ổng hét lên, thảm luôn, tá hỏa. Mấy người ta, ủa sao anh gấp em dịu dữ vậy? Anh đâu có gấp đâu mẹ anh gấp. Trời ơi, quê muốn chết. Hệ
hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cũng nói thẳng với bên ba mẹ ruột của cháu, nó là tôi xem cô Huệ này á cũng như là con gái thôi chứ không là dâu đâu. Xưa tới giờ mình cũng sống theo cái nề nếp hồi xưa làm dâu rất là khổ, đi thưa về trình, ăn uống nó cũng là khó khăn, mà muốn cái gì cũng khổ lắm. Ngày xưa nghe chữ làm dâu nặng nề lắm, phải phục vụ từ chồng rồi con cái rồi gia đình chồng rồi anh chị em nhà chồng nữa. Cô với là dâu hợp điều gì nhất? Tính tình á hiền lễ phép, đẹp thì không đẹp, nhìn coi xinh là dư, trời ơi cười tươi xinh dư cũng được vậy thôi chứ cũng không sắc sảo gì mấy đâu. Thương cháu cái là không có bon chen, không có đua đòi đòi hỏi gì hết trơn đó, cũng sống rất là bình dị. Hợp nhau hiền lành, hợp nhau hiền lành. Từ cái hai mẹ con hay đi chợ chung, cái chỗ nào mà mẹ hay mua cá thịt hay là chỗ nào, bất cứ chỗ nào mẹ mua là em biết hết. Nên là mỗi lần mẹ không đi ra chợ được á, là mẹ nói ghé tới cái chỗ đó đó là mua cho mẹ, là biết là tới đó mua chính xác luôn, chứ mua chỗ khác gì là mẹ biết. Có lần em lười là em quẹo qua cái hướng khác em mua, về mẹ hỏi ủa sao cái này giá bao nhiêu vậy con, nó hứa ra cái là mẹ biết liền không đúng chỗ. Tao mua mối mà đi mua chỗ khác giá khác liền chứ. Hay xem phim chung mẹ con là coi những cái bộ phim nào mà đã ghiền rồi là coi cho bằng hết, chiếu lại. Nhưng mà mẹ con chưa coi được á thì hay lên mày lấy cái điện thoại mày ra mày mở tao coi, tao ghiền quá rồi. Lúc coi phim á thì im lặng coi phim, còn mẹ cứ nói kể cái bộ phim đó, trong khi đó là con dâu mình cũng coi chung cái kể, mặc dù là mình cũng hiểu chung. Có cái vấn đề nào mà khiến hai mẹ con mình chia ra hai phe không? Cái đó có. Con của nó thì mình rất là thương, mình chiều. Nó thì không thích cách dạy của mình, nó dạy theo cách của nó. Rất bực dọc á, đi làm về mệt nhọc hay la con ôm mình, mẹ làm vậy mình cứ ăn tao mình, sao mày đi cứ ôm tao hoài vậy, sao tao chịu nổi. Đừng có la con như vậy không tốt. Mình thương con mình, nó thương mình, nó mới đeo mình thôi, chứ con làm gì không có được đâu. Vậy làm sao mà gần gũi con được. Cái cô ta mới nói mẹ binh nó không, mẹ thương nó không, mẹ chiều nó quá, giết nó hư. Tôi nói không có gì hư với con à, tại vì con biết sao không, tình thương của mẹ bao la lắm, chừng nào mà con làm lỗi gì á mẹ nói á thì con nó mới sửa đổi. Còn con nó thương mình mà mình cứ hất hủi nó, đâm ra nó sẽ có mặc cảm với mình. Mình đừng làm như vậy. Không phải con hết buổi mẹ ơi, tại là do là con đi làm về mệt quá, đúng mệt rồi. Quá cuối ngày rồi về mệt lắm, mà trong người khó chịu nữa. Nên là thành ra về nó cứ kèo nẻo bên cạnh vậy đó, rồi nó cứ bắt ẩm rồi cứ nhẹ. Nên là thành ra là bực bội nữa. Lúc người ta mệt nhọc, người ta mệt căng thẳng thế phải ổng mới ôm mới được. Thì nó về thì nó thấy mình nó thích. Nó muốn bên cạnh mẹ vậy đó, nên là tại vì đi nguyên ngày rồi. Bực mình chú khác mày để ba mày. Một lát thì được nhưng mà lâu quá. Đúng rồi, nó mệt đúng không? Mẹ thấy như vậy mẹ la, mẹ nói là con mày nó nhớ mày nguyên ngày rồi, mà giờ về mày cư xử nó vậy. Không, anh thấy mẹ nói đúng á, bởi lúc đó con mình nó thương mình chứ đâu phải nó phá nó quậy cái gì đâu. Lúc đó mình phải tỏ ra tình thương mà kết nối tình thương đó. Nhiều khi mình đuổi nó hoài, nó giận, nó quê, nó thành. Lúc đó mới nói, ủa sao con thương mẹ, nó không bu mẹ chứ, nó bu ai không à. Rồi cứ hỏi hoài, hỏi tại sao nó cứ đeo mẹ mà sao nó không đeo con đấy. Mày la nó hoài, sao nó dám tay mày rồi. Rồi khi mà con dâu về nhà đó, con dâu có chăm sóc cho cô rồi giặt giũ quần áo, nấu cơm nước như những ngày đầu không cô? Có, xuống phụ làm bếp. Rồi mình làm mẹ mình cũng chỉ cách nấu ăn. Già mình làm không được thì con đứng ra con thay thế mẹ. Làm gì làm chứ ăn cơm ở đâu cũng không bằng ăn ở nhà. Dạ đúng rồi. Rồi thỉnh thoảng cũng lễ nè, đi mua quà cho mẹ này kia, rồi sinh nhật của mẹ, rồi dẫn đi siêu thị mua sắm. Cháu ở mẹ mua gì nãy mua này mua nó thôi, mua hạn chế thôi con đấy.
Trời ơi, sao mẹ hà tiện quá mẹ ơi. Mẹ muốn nói không con à, bây giờ con nè, hai vợ chồng con làm ra tiền nè ha, thì con muốn mua gì cũng được. Nhưng mình đâu có ngờ nhiều khi mình không còn có tiền nữa, thì tiền đâu mà mình lấy được. Cho nên xài cái gì cũng phải xài vừa phải thôi, đừng quá phung phí. Còn con nữa và sự học của nó nữa. Nhưng con dâu thương mình muốn mua cho mình mà. Dạ. Nhưng mà mẹ nó cũng đúng thôi. Coi như mẹ hy sinh đó, thôi đừng mua để dành lo cho con cháu đi ha. Dạ, con lệnh mua cho mẹ bộ đồ mà lúc nào mà đám cưới hay là đám tiệc gì thôi mẹ mặc thôi. Còn là mẹ cất ở trong tủ á. Đây là áo dài ký nó sắm từ nay cũng 10 năm. Trời ơi, không bao giờ mặc, chỉ có khi nào đám mới cưới. Ai là thân thuộc trong gia đình thì mình mới dám mặc thôi. Ngoài ra cứ cất để dành đó. Trời ơi, mà 10 năm rồi cô vẫn mặc vừa. Bây giờ mặc hơi rộng. Ngay mặc rộng thưa, hồi mặc đó lắm. Mẹ bây giờ hồi đó mẹ mập tròn dễ thương lắm. Lúc trước là tới 60 mấy ký đó. Dạ. Bây giờ mình lớn tuổi rồi. Giữ 10 năm mà được vậy hay á. Nhưng Lộc mặc chừng mấy tháng là có áo dài mặc rồi. Với mẹ chị á, thì chị có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Dạ có, cái đợt mà mẹ chở mẹ đi đi mua đồ hay mua đi đâu này cũng khá lâu rồi. Hai mẹ con bị một cái tai nạn, hết mẹ té hết luôn mẹ té. Rồi ngã lăn đùng ra, em thì không sao hết mà mẹ bị cái chân. Thành ra là đi vô bệnh viện thì ở nhà côi cút đâu có ai đâu. Thì em cùng đi ra đi vô với mẹ, chăm mẹ từng ly từng tí. Đến lúc mà ngay cả những cái công việc tế nhị thì mình cũng đứng ra làm. Lúc đó là hai mẹ con mở lòng với nhau. Mở lòng với nhau rồi tâm sự rồi. Để hai mẹ con ôm nhau khóc. Khóc rất nức nở. Mẹ nói gì mà khóc? Bữa đó nghe mẹ nói cũng xúc động lắm. Mẹ cảm ơn con vì trong thời gian qua con hy sinh cho mẹ. Tại vì những cái công việc đó thì ba con không làm được. Giờ chỉ có con thôi, nếu mà mẹ không có con thì mẹ không biết sao. Em mới nói là bây giờ con dâu của mẹ thì mẹ đã xem con như là con gái rồi. Thì đương nhiên những cái gì của mẹ là của con hết, con làm được hết. Khóc suốt con rồi, rồi anh cha về hỏi làm gì. Hai người ôm nhau mà khóc quả. Nó cãi ba mày, tao làm gì cãi ba mày rồi nói. Hơn 10 năm rồi, có những cái gì mà mâu thuẫn gì mà mình chưa nói ra được với nhau không? Cãi cọ với chồng lớn tiếng, thành ra mình khuyên má, mình mới nói không phải là má nói con mà má rầy con đâu. Má muốn con như nè, vợ chồng mà có giận nhau á thì mình nên vào nhà mình nói chuyện, chứ không phải là mới đi làm về nó cũng mệt và con cũng mệt rồi tự nhiên cái la anh đi đâu mà giờ này anh mới về làm sao mà làm gì làm vậy, nó sớm ta cười. Thành ra là má muốn con á có gì chuyện gì vậy nhỏ nhẹ vào nhà nói chuyện, không phải hay phải gì cũng vậy. Giờ cái gì để cho người lớn dàn xếp với nhau để mình nói. Hy vọng là cái sự cãi nhau đó, mình có chuyện gì mình nhỏ nhẹ hoặc là có gì mình mét má chồng. Dạ. Má chồng cũng thương yêu mình mà. Dạ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có điều gì mà ở chị khiến cô chưa hài lòng không? Thì đó, nhiều khi nói cũng hay cãi á. Má lo bản thân, má không lo, má mới đi lo nó hoài, làm sao má chịu được, nó nói hả? Tao thương cháu tao lo, mày cứ nói hoài vậy. Tao lo cho nó, mày đỡ lo, có gì nó hoài. Mày lo là một chuyện nhưng mà do là mày thương quá mày chiều. Mày mốt bà nội mang tiếng, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Hôm nay thì con Thả em có gửi em lá thư. Tên thử xem đọc lá thư đó như Thả nói điều gì nha. Dạ. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi Lê Thanh Tân, năm nay 40 tuổi, đã một vợ và hai con. Qua chương trình tôi xin gửi lời ngắn gọn cho mẹ và vợ như sau. Mẹ ơi, nhiều lúc á tụi con nói những lời khiến mẹ mất lòng. Vợ con không biết nịnh hoặc ngọt ngào như người khác. Vợ con thực tế nên dễ khiến mẹ hiểu sai về sự việc. Thực ra quấy thương mẹ nhiều lắm. Con hiểu cô ấy và mong mẹ nên chia sẻ trò chuyện nhiều hơn với cô ấy. Vợ à, có gì đi nữa thì cũng học cách kiềm chế bản thân nha em. Giận gì á thì tối á anh đi làm về, hai vợ chồng mình cùng chia sẻ. Anh sẽ có cách làm cho em hết giận nhé em. Thiệt mà chú theo chưa?
thương mẹ nhiều lắm, thương vợ nhiều hơn. Cái này anh thêm đó, đây ha, thấy chưa, nghe cảm động. Cảm động đúng không? Dạ. Chứ trước giờ có bao giờ nói những lời đó đâu. Ồ, dạ. Vậy hả chị? Nhiều khi anh ngại không dám nói á, nhiều lúc như là để trong lòng vậy thôi. Dạ. Chứ không có mở miệng ra nói vậy đâu. Nhưng mà tối không có cách nào làm em hết giận chưa? Thì hai vợ chồng nằm chơi mỗi người gấp cầm điện thoại gì đó. Ủa gì kỳ vậy? Không, ý là nói cách khác á. Dạ, như là cô này sợ con gián. Dạ. Mà mộ bóc con gián. Đó, gián đúng rồi. Con gián giả. Dạ. Quăng vô lá má hơn. Con gì không sợ sợ con gián. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn tham gia chương trình. Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì cứ nói với nó đi. Tôi rất mong là những người cũng có trường hoàn hợp như là mẹ chồng nàng dâu vậy cũng phải sống hòa hợp với con. Dạ. Cũng đừng có nên ép con dâu quá thì cũng khổ. Dạ. Đó. Qua chương trình này thì con muốn mẹ là sau này lo bản thân mình nhiều hơn. Sống không lâu với tụi con thì tụi con buồn. Dạ. Hai mẹ con ôm nhau đi nào. Chúc gia đình em mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Kevo gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ.